Kính thưa quý bà con xà lan, ngày hôm qua ngày 10 tháng 8 là năm 2022, công ty điện mặt trời PVN đã lắp đặt một hệ thống điện mặt trời cho xà lan TG16477 ở Tiền Giang. Với hệ thống này thì gồm 6 tấm pin mặt trời lithium 650W của Nhật Bản và dàn khung đỡ, khung chân đỡ cái dàn pin, tất cả đều bằng inox 304, chống ăn mòn, chống rỉ rất là tốt. Với 6 tấm pin 650W này thì một ngày có thể sản sinh ra cho anh Đức từ 18 đến 20 kW điện để anh Đức có thể sử dụng các thiết bị trên xà lan rất là thoải mái. Thì sau đây cũng mời quý vị chúng ta sẽ xuống dưới xà lan để xem thêm hệ thống điện mặt trời này gồm thêm thiết bị gì và những thiết bị sử dụng điện của anh Đức trong xà lan. Kính thưa quý vị, đây là xà lan TG16477 của anh Đức chúng tôi đã lắp đặt ngày hôm qua. Sau đây xin mời quý vị chúng ta tham quan cái hệ thống điện mặt trời này thì gồm thêm những thiết bị gì. Đây quý vị, đây là bộ inverter 5 kW có wifi giao tiếp, mình có thể theo dõi bằng điện thoại cảm ứng toàn bộ hệ thống. Và đây là bộ pin lưu trữ lithium 51,2V 230A, là tương đương với khoảng 11,8 điện lưu trữ. Tất cả những hệ thống này, inverter và pin lưu trữ chúng tôi đều bảo hành 3 năm. Đây là dàn khung đỡ bằng inox để cố định pin lưu trữ. Đây là hộp kỹ thuật điện. Trong này có các CB, CB rồi CB lưới rồi CB tải để sạc điện trên bờ khi mình xà lan vào gần bờ. Số điện thoại kỹ thuật của công ty, số điện thoại chăm sóc khách hàng chúng tôi đều để sẵn trên các hộp kỹ thuật. Thưa quý vị, đây là tôi đang đứng trong xà lan của anh Đức. Quý vị có thể thấy xà lan này hiện tại gồm hai cái tủ đông để lưu trữ đồ ăn tươi sống, thêm một cái máy giặt. Ngoài ra thì còn có các hệ thống đèn điện, quạt gió, tivi, máy quạt hơi nước, rồi thêm trong phòng ngủ. Đây quý vị, trong phòng ngủ thì anh Đức đã lắp đặt máy điều hòa 1,5 người, quạt gió. Về gian bếp thì anh Đức sử dụng hai cái nồi cơm điện, một cái nồi chiên không dầu, thêm hai cái ống đun sôi tóc. Ngoài ra thì anh Đức còn sử dụng theo loa cầu kéo để sinh hoạt trên xà lan. Quý vị nếu cần tư vấn báo giá thì xin liên hệ với công ty điện mặt trời PVN chúng tôi, một công ty rất có uy tín đã lắp đặt trên 2 chiếc xà lan ở khu vực miền Nam, để chúng tôi báo giá và tư vấn cho các quý vị tận tình nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.